Thở đi chay, thở đi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to Jay Sky. Happy birthday Jessica. Trời ơi, tôi mệt bà quá đi bà ơi. Đừng đụng nha. Đưa cái mỏ vô thổi thôi. Sao? Thổi đi con. Thổi đi con. Không có đụng vô nha. Con đừng có đụng vô nha. Thổi đi. Thổi mạnh lên. Thổi mạnh lên con. Đó, đúng rồi. Thổi mạnh lên. Trời ơi, sợ bả ghê luôn. Nước à? Thôi đừng đổ chai nước. À, cô chú ơi, chai nè. Để đồng hồ cho mẹ coi coi. Để đồng hồ cho mẹ coi coi. Để đồng hồ cho con á. Để đồng hồ cho đây con. Để vô cho kỳ không? Đeo đồng hồ cho kỳ không? Làm gì vậy? Mình lấy đồng hồ mình đeo vô cho kỳ nha. Đeo vô nha. Không đeo hả? Của con à. Cho kỳ ăn à. Cho kỳ ăn á. Cho kỳ ăn á. Ngon quá. Cái chân kỳ quà chân đó nha. Đi xuống không? Xuống không? Đi xuống thổ con bóng nè, đi xuống mình dẫn ra thổ con bóng nè. Đi thổ con bóng, đi thổ con bóng. Đi. Đúng rồi, đi thổ con bóng. Quay đầu xuống, đúng rồi. Good job. Chú chú chú. Đi ra thổ con bóng, đi. Đi cái túi ngoài đó. Thở không bóng nha. Mở đèn lên cho sáng coi. Đúng rồi. Rồi còn giờ con đứng đây đi mày thở không bóng. Trời ơi, giờ đi kiếm cái viết lấy đồ vẽ. Không chơi đồ chơi nè con chú nè. Con nói đi, con nói cho con chú nghe. Cái này ai cho con nè? Hả, ai cho con á? Không chơi luôn hả? Rồi lấy ghế ngồi cho mẹ đi. Ngồi xuống. Trời ơi, mẹ chưa cho mà sao con dám ăn vậy chay? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mâm mâm. Rồi mẹ cho này trước nha. Hôm nay là chay được quà từ cái hồi ngày lễ phục sinh đó cô chú. Chú thím thím của chồng chồng Ngọc đó là bà của chay đó. Bữa nay bà đem qua bà đưa nè. Đó. Wow. Ngồi xuống. Xích đu, ngồi xuống. Rồi, bây giờ con lấy màu nào? Màu nào? Con lấy màu nào? Màu gì chỉ mẹ coi ăn lấy màu gì? Cầm hết cây luôn hả? Cái Easter này là toàn là quà bánh kẹo ngọt không cô chú ơi? Con nói con gì ta? Con nói là con chim. Con chim màu gì nè mẹ chỉ nè? Màu vàng nè, màu xanh nè, màu hồng nè, màu xanh dương nè. Wow, ngon quá. Ăn đi, con cắn thử miếng coi ngon không? Cắn thử miếng coi. Cái này chắc marshmallow quá chay hả? Đây nè, rồi lấy con chim ra. Đó, ơi, lấy con chim rồi. Con chim lên đây rồi, ăn thử chim đi.
Wow, ngon không? Lấy ghế ngồi. Lại lên, lại ghế ngồi. Không có cà xương, cà xương. Bước lại ghế ngồi. À, ngon không? Đó, đã chưa? Rồi cầm cái này đi, con cầm cái này bên này đó, đúng rồi. Mẹ cho thử thử vậy thôi chứ trời ơi, nó ăn hết hai cái luôn kìa, coi nhìn tham ăn chưa. Đó. Chay mà tới giờ chay cũng còn Happy Easter mà. Mẹ với ba cũng mỗi người cũng đựng vỏ kìa chay kìa. Mẹ với ba cũng có quá trời kẹo giống kìa. Mỗi lần tới Easter này rầu lắm mọi người ơi. Chocola nhiều. Nè coi nè, đó nguyên nguyên thanh chocola nè. Thôi, để em nó ăn đây. Bánh kẹo bên 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 nước ngoài này quá trời nhiều luôn á, có mấy đứa con nít nó ăn gọi là thật thật sự là nó ăn tràn bản họng nó luôn á. Tội nghiệp mấy đứa bé Việt Nam. Trời ơi, mặt mấy đứa nước ngoài xúc mà xúc, mấy đứa nước ngoài này nó ăn á, mình lớn lên nó biết rồi ha, là nó lựa chọn đồ nó ăn chứ không phải cho nó gì nó không ăn đâu nha. Cái gì phải ngon nó mới ăn. Sô-cô-la mà phải chọn loại này tên gì, loại kia tên gì rồi kia mới ăn. Chứ còn bình thường là không ăn. Bởi vì tội nghiệp anh Hai Vinh Sình, rồi tội nghiệp Bali, đồ này kia, tội nghiệp mấy người đứa Việt Nam á, mấy bạn Việt Nam đó. Bạn Việt Nam đâu có sô-cô-la ăn thường đâu. Đó kìa. Còn đây sô-cô-la rẻ quá để ăn. Trời ơi, có ăn kìa. Có biết cái đó gì không? Cái đó là marshmallow á chị, phải không? Rainbow Pop Marshmallow Chicks. Thấy chưa? Đó, đây nè, đó. Bỏ vô hả? Cắt hả? Không ăn hả? Không ăn, bỏ vô đây. Trời, ăn cái miệng màu xanh luôn rồi kìa. Cho mày cắn thử miếng đây. Cho mày cắn thử miếng đây. Cho mày cắn thử miếng đây. Cho cô chú ăn miếng đi. Đó, cho mày cắn miếng đây. Cho mày cắn. Toàn là đường. Rồi biết rồi, cô chú biết rồi. Ừ, cho nữa hả? À, cho cô chú á. Rồi ổn quá. Cho mấy bạn nữa nha. Can you share? Can you share? We can share. Ngon quá trời luôn. Thôi, còn cái này cắt vô đi con, ăn cái thôi. Ăn quá cho tối nay con nhảy cà tưng tưng con chịu ngủ khổ như vậy. Bảo ngon quá. Nó dẻo dẻo hả chơi, dẻo dẻo ngọt ngọt hả chơi. Mình tính ăn hết đó luôn hay gì vậy? Không, này dẻo dẻo ngọt ngọt cũng ngon chứ. Không ngọt quá. Đó. Rồi lấy ghế ngồi, sit down please. Cái đó đâu phải đồ ăn, cái đó là đồ tha môi đó. À, giờ con ăn này không? Con dạ mẹ chưa? Con tên gì? Chị á hả? Đâu con hát mày nghe bài coi. Không biết không, không hát. Con hát mày nghe bài coi. Không biết hát hả? Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Ủa gì vậy? Dính đông biển kìa. Trời ơi, hôi dơ quá, dính trong biển rồi, xé lên ăn luôn trời. Rồi, tóc đâu chỉ mày coi, tóc đâu? Tóc hả? Con thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đầu hả? Con tên gì? Tên gì? Chay hả? Lưỡi đâu chỉ mày coi? Lưỡi là hả? Tay đâu? Tay đâu? Tay đâu? Giơ tay lên! Tay đâu? Tay đâu? Giơ tay lên. Dây hả? Bụng đâu? Bụng á hả? Nè mẹ cho con nè. À mẹ đi. Wow. Ngon không? Ngon hả? Đã quá. Trời ơi, xạo xạo xạo. Chay nè, chay tha hồ con kẹo sô-cô-la của chú à. Mày cho mẹ em. Sô-cô-la đó trong có những đậu phộng á. Cho cô chú biết đi.
Giờ cô chú ấy không? Rồi chú nghe. Gì vậy? Cái này chơi sao? Cái này chơi sao? Chỉ cô chú ơi. Chỉ cô chú coi cái con unicorn nó chơi sao. Ừ, nó ăn một cách nè. Con này mà ăn giặt với ăn ngọt rồi thôi kia thì chết với nó luôn. Không có được ăn vậy thường xuyên đâu nghe trai nha. Thôi ăn đi rồi xong rồi mới vẽ sao. Ăn mà vẽ là dơ. Rồi cô chú chơi đứng đó cho mẹ thổi bong bóng đó, cô chú ơi. Thổi nữa nha. Ý, đẹp quá. Vui quá. Đó. Giờ con thổi không? Thổi đi. Thổi đi. Không thổi hả? lấy con thỏ ra đi. Ồ, sao? Rồi em thỏ lên cho cô chú coi coi. Em thỏ hả? Em thỏ bà cho con luôn á hả? Con nói đi bunny. Is it a bunny? Ôi không em thỏ rồi. Ôi. Trời ơi, ôi cô ơi, chung ghê chưa. Ê, đâu no. Đâu có được lên liếm này. Đứng dưới ga cho mày thổi đi. Rồi đứng đây đi mày thổi, đứng đây. Đứng đây mày thổi nè. Đập vô nó đi lung tung. Đó, thổi đó. Chạy. Rồi không chơi nữa phải không? Không chơi nữa là mày cất nha. Không chơi nữa mày cất đó nha. Thôi không chơi nữa mày cất. Trời ơi nãy giờ thổi mà còn quá trời luôn nè. Đó cô chú chơi thì thổi xong. Đâu có cho cô chú đâu mà lao. Tao giọng cho một giọng bây giờ. Nè cái này của mẹ nè. Cái này là organic cái gì đó. Chapstick nè, coi mẹ làm cái gì nè. Đứng im đây, đứng im đây. Đứng coi mẹ làm cái gì nha. Cái này không phải kẹo đâu nha. Cái này là để môi mình khô, mình tha lên đó con. Mẹ đang cần đó, mẹ tính mua cái khác rồi đó. Cái này có phải kẹo đâu mà u. Nè. Chú coi dây gần gần nha. Một. Thôi. Thơm không? Thơm không? Đây. Không phải kẹo. Không có cái thòi thòi gì đó, không phải kẹo. Cái này nó làm gì nè. Đó. Tha môi. Cái này để tha môi. Đưa môi đây tôi tha cho. Đưa môi ra. Đó, đưa môi tha môi vậy đó, không có liếm. Không có kẹo đâu liếm. Bậy không. Rồi đó. Này để tha môi chứ không phải ăn. Nhìn giống kẹo thiệt cái chai hả? Tha môi đó, để tha môi. Thơm không? Thơm ha, thơm mùi bạc hà ghê. Ờ cho cô chú nè. Trời ơi. Thôi ai cho. Cho thỏ hử với, cho bên này hử với.
Thử đi, con thử đi, con cho bên này thử với, cho bên này thử với. Trời ơi, thử kìa. Thử là thơm không? Trời ơi, thử thơm quá. Cho đà, cho cây thử nữa kìa. Cho bên này thử nè, cho bên này thử coi thơm bên này. Đó. Quá thơm luôn ông ơi. Cho cô chú thử thử coi thơm không? À, cho cô chú gấp lấy. Nó thử quá hết cây đó. Đó đúng rồi, quẹt môi đúng rồi, con quẹt vậy đó. Good job, vậy đi. Good job. Thôi ừ, quẹt môi đó cô chú. Đúng rồi, cái đó đi làm môi đó, môi bị khô là mình làm cho không môi hết khô đó. Này cái cây này chơi sao đây? Wow. Chơi đi con, chơi cho cô chú coi đi. Hồi sáng này là mẹ chay đi công chuyện, là mẹ chay cần cần người qua giữ giùm chay nên mẹ chay nhắn bà. Rồi bà qua bà giữ chay đó cô chú. Rồi. Cô chú giữ chay. Thôi, để im đây cho mẹ. Bà qua bà giữ chay cả 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 mấy ta? Giữ từ hồi 10 giờ cho tới 11 rưỡi, giữ chay tiếng đồng hồ. Trời bà nói chay đó, hả? Chay rất là ngọt ngào, chay rất là cái gì full of tons of energy. Rất là nhiều năng lượng. Rồi hả, với lại chay là very smart nữa, chay thông minh nữa. Bà nói bà giữ chay có tiếng rưỡi mà bà nói vậy đó. Mà cái câu mà mắc cười nhất là bà nói là chay là có hàng 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 tá hàng tấn, gọi là tons là nhiều á, là nhiều năng lượng á. Ghê không, người ta mới giữ mà người ta biết có nhiều năng lượng rồi đó chay. Năng lượng đuối luôn quá, giỡn đâu, ai giữ dây là đuối luôn chứ hơi giỡn đâu, phải không? Thôi lăn cái thôi chứ lăn gì hoài vậy, trời ơi xạo xử sao á. Nè, à có cái giỏ đó nè, ăn khoe cô chú chưa? Nè, không khoe cho cô chú đi, đúng rồi, bỏ vô đây con, xách đi đi, xách giỏ đi đi. Đó. Mẹ với ba không có mua được cái chay cái giỏ hả? Cho nó ra hồn vậy nè. Cái giỏ đó đi lùm trứng đó cô chú. Thôi này đồ của mẹ, đừng phá. Này chuyển qua xe của mẹ đó. Action. Hai hai cô chú hả? Bye. Rồi ba cho ăn đi con. Hi, my name is Jade. Jade. Come on. Ăn đi con. Oh, you're such a good girl. Wow. Oh, so proud of you. High five. Oh. So cute. Khóc sao không sao, khóc sao không sao. Khóc sao không sao, khóc hơi sao sao cô chú coi. Khóc sao không sao. Hả? Mắm 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 không sao sao. Trời ơi, bên đây nó có cái màn khóc xạo nữa cô chú ơi, nó xạo quá. Ok, want another one? Say ah. Ah. Không đi con. She dipped the thing in the soup. You like it? Want to dip it again? It's good soup. À đi con, không đi. Ah. Ah. Chị đang phở với cô chú. Xạo qua làm xạo cho cô chú coi coi. Sẽ à bà. À. Xạo sao? Yeah, don't do that. Hết nóng rồi. Just take it every single time. Ăn thì ăn, mà không ăn thì không ăn nha, đừng có xạo nha. Uống kìa, uống kìa. She's acting for it. She's quá xạo. She's quá xạo.
làm gì. Trời ơi, cô đó đó. Nó xạo á, cô chú nó. Nó xạo á, đó, con nó xạo kìa đó, giờ nó làm gì nè. Aw, my poor baby. Trời is ơi, xạo. My poor baby is so sad. Would you like this poor baby? Oh yeah. Xạo ghê, xạo thật. Trời đất ơi. Giận trong giận ghê. Oh. Nay đâu có cái màn đó vậy hả? Hả? Mỗi ngày là có màn phải không? Bữa giờ mẹ thấy rồi, mẹ thấy rồi mà mẹ chưa có mở máy quay cho cô chú coi được. À ba. Rồi khóc, khóc xạo sao? Khóc xạo sao? Hả? Hồi nãy khóc xạo sao? Where's your hair? Where's your hair? Thương ba để đâu? Thương ba để đâu? Xạo. Where is your hair? Just tell me where your hair is, not where your cry is. Hey. Khóc xạo đâu? You want this? Thương ba để đâu? Where's your hair? Okay, here you go. Thank you. Yay! You know where your hair is. It's right here. Bà xạo. Tôi mệt quá. Trời ơi. Không nổi nó luôn á. Thôi ngồi đó chơi đi mẹ ba nha. Trà đâu? Con cho cô chú ăn với. Like the worst bag.